Chào các bác, em sẽ quay cho các bác xem cái chiếu đũi nhá, mẫu mới năm nay nhá. Chiếu đũi Gucci màu xanh nhá. Có rất nhiều mẫu, em quay tạm một mẫu này là demo cho các bác xem nhá. Đây, bộ chiếu đũi đây. Đó. Chiếu đũi Gucci được tặng kèm hai vỏ gối các bác nhá. Đấy, hai vỏ gối rất chi là đẹp. Đó. Đường may mũi chỉ này. Rất đều nhá, đều đẹp nhá. Chữ in rõ nét này. Đó. Đấy, đấy, bạn chiếu cho các bác xem. Đây. Đây là chiếu đũi đấy ạ. Mặt trên này. Mặt trên chiếu là chất vải đũi, rất mát nha các bác nhá. Đường may rất đẹp. Đường may bo viền này. Đó, đẹp này. Có chun 4 góc các bác nhá. Đây ạ, chun 4 góc. Đó, may chắc chắn nhá. Mặt dưới là lớp cao su này, lớp cao su này, chống trơn trượt này. Đó, chống trơn trượt. Và chun này thì để gài vào đệm này. Đó, cho chắc chắn nhá. Bây giờ em sẽ dở toàn bộ cả chiếu ra các bác xem. Đây các bác nhá. Đó. Chiếu gì xanh này. Đây là mặt trên ạ. Đây là mặt trên của chiếu. Chất chiếu này nằm cũng mát các bác nhá. Mà mẫu của nó rất nhiều mẫu đẹp. Toàn các thương hiệu nổi tiếng thôi ạ. Còn đây là mặt sau ạ. Có chun 4 góc nhá. Đấy, chun 4 góc đấy. Đó, chắc chắn ạ. Lớp này là lớp nót cao su. Đây các bác, em quay cận cho các bác xem nhé. Đó, nó chưa lấy nét kịp. Nót cao su chống trơn trượt đấy ạ. Và đặc biệt lại còn tặng kèm hai vỏ gối rất là xinh xắn nhá. Đẹp đấy ạ. Đó, kích thước 50-70, rộng tha hồ thoải mái. Các bác có thể lồng luôn cả gối nhà các bác vào cũng được ạ. Hoặc lồng ruột gối to thoải mái nhá. Đó, bác nào có nhu cầu xỉ nẻ inbox cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0973 103832 nhé. Các bác có thể xem thông tin chi tiết tại website siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ, bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội ạ. Rồi, chào tạm biệt các bác.